À, hôm nay là gia đình nhà anh Nan đã sản xuất xong một cái máy tời 2 quả lô. Máy này thì chạy với động cơ xe máy, một cáp đô xích kéo cáp to và một xích và một lô cuốn cáp là kéo cáp nhỏ. Cáp nhỏ dùng để kéo cáp to khi tời gỗ về chở tập kết, không phải mất nhân nhân lực. Có ưu việt là khi mình kéo ngược dốc, quan trọng là khi kéo ngược dốc là không phải mất 3 nhân lực để kéo cáp, giảm thiểu rất nhiều nhân lực trong lao động. Gia đình anh Nam đã sản xuất ra cái máy tời 2 quả lô. Ai có nhu cầu thì đến gia đình anh Nam để tham khảo và mua nhá.